Xin kính chào tất cả các bạn. Hôm nay Phong sẽ quay một cái con máy tời cho anh em xem vui nha. Đó, máy tời. Tời này nó rất là độc. Mình có số luôn nè. Đó, cái cần này thì cần đảo một cái xả và một cái rút. Đó, xả và rút. Còn cái này là số 123. Thì 123 là mình có vô 123 nhanh chậm vậy đó. Là cái này, cái tời này nó chạy. Đó, thằng này nó xài cắt côn bằng bố luôn. Đó, thì mình đạp cái này xuống là cái bố này nó sẽ tự cắt. Đó, thấy nó ra không? Anh em thấy nó ra không nè, đạp xuống nè. Đó, nó ra đó. Là nó cắt bố bằng, thằng này nó cắt nồi bằng bố luôn. Xài rất là ngon. Cái này nó rất thích hợp cho anh em nào thợ điện. Thợ điện hoặc là mấy cái công trường lớn rồi đó. Xài cái này thì khỏi chê luôn. Hàng này hàng độc đó, lâu lâu mới chỉ có được một cái thôi. Đó, anh em nào mua về thì gắn thêm dây cáp vô. Tại cái cáp nghĩa địa về thì xài cũng không có đảm bảo lắm đâu. Xài muốn chắc cú thì mình mua cái cáp mới bây giờ. Sẽ bỏ vô thì xài hơi bị ngon luôn. Đó, nó hai đầu luôn. Này thì hoạt động rất là tốt rồi, mình mới cho thử rồi. Rồi bây giờ mình sẽ nổ máy mình hoạt động lên cho anh em xem nha. Bây giờ thì mình vừa chuẩn bị mình vô số 1 đây. Anh em xem đi, rất là độc nha. Này nó xài qua hộp số luôn, vừa qua hộp số mà vừa xài qua bố luôn, mà đảo hai chiều luôn. Đây bây giờ mình sẽ đảo chiều ngược lại cho anh em xem nè. Đó, đảo chiều ngược lại luôn, vừa xả mà vừa rút luôn, rất là ngon. Hoạt động rất là ok. Đây là hôm nay cắt cố. Đó, đạp xuống là nó tự cắt luôn đó. Thả ra thì nó chạy. Mình đang chạy số 3 đó, thì nó hơi lẹ. Đó, vô số 1 chạy đây. Đó, số 1 đây. Rất là chậm chạy. 1, 2, 3, anh em nào xài thì muốn góp rút thì mình vô số 3 thì nó rất là đẹp.